Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Thi Thi Quỳnh Vlog Cần Thơ. Thì bữa nay Thi, Thu và Lý sẽ đi trải nghiệm ở dưới sông Cần Thơ như cái nhà các bạn. Thì hôm nay lễ ba đứa sẽ thuê một cái đò chạy vòng vòng sông Cần Thơ để ăn rồi nhậu chơi thử phong cảnh Cần Thơ như thế nào. Mời tất cả các bạn đón xem ba đứa Thi sẽ đi như thế nào nha. Bây giờ thì Thi sẽ đi mua hải sản, là dựa hải sản mua hải sản đây. Nông thịt chiều là được rồi, tại vì con quen á, khách biết không á. Nè, phần con xuống này nè, tại vì cái đó 1 ký thôi, 1 ký xuống. Đó. Xuống rất là ngon nha. Để cho Thi bắt nha. Đó, xuống nè. Đó, bữa nay. Xuống này là 380, ở trên là 300. Nè. Xuống đi Thu ơi, bữa nay mình ăn xuống nha. Lấy cái bọc đi. Lựa Thu, lựa con bự đi Thu. Con nào bỏ lên nhỏ bỏ ra. Hai con này nhỏ nè. Bắt đi Thu, bắt đi. Bắt Thu, lựa con bự mình bắt. Lựa Thu bữa nay vô tung hoành ngang dọc nè. Xuống ngon lắm, xuống rất là ngon. Lựa con nào bự phải lấy. Xuống có chồng nữa kìa. Sú chấm ngon. Cưng lấy cái bé hốt đi, hốt cho chị lựa. Đúng rồi, nó hốt cho mình lựa nè Thu. Tại đây là khách khách quý không à, đó theo yêu cầu không à. Ủa, ủa. Ngon nha. Đưa con bự cho chị Thi à. Nhỏ nhỏ bỏ lại là có còn cái vỏ không à, nó rất là nhỏ, nhỏ xíu mà ăn mới ngon, khi nào nó bự mới ngon, cái này nó rất là nhỏ. Đây bò lá lốt nha, tại bến Ninh Kiều nha, hoa cao nha, đó các bạn có lợi nhớ ủng hộ chị Nương tôi nha. Wow wow, gừng gực luôn, bảo đảm là ngon nhất luôn, Cần Thơ không ai bằng nha, thơm ngon rìu rìu. Đây là mấy đứa em đi đi xuống đảo ăn nè, nó đậu không à. Hả? Quy đó. Ủa mày lon của em. Trời ơi nó chạy nè thấy chưa? Bả này nó hôa để nó dưới đi. Cảnh luôn em. Cảnh đẹp quá quý vị các bạn ơi, bữa nay lễ đoàn gia đình của chúng tôi sẽ đi dạo khắp năm châu bốn bể nha. Đây anh Lý. Em mà những cái ngày này á thì nè anh mừng à, nè sú nè, sú là tươi sống hồi nãy mình quay ha. Ừ, đây nè sú nè, nó rẻ nè luôn, con nào chắc lịch con nấy luôn đó quý vị các bạn thấy không, chắc luôn. Có bà làm sao một ký à, ngon he, tính ra ngon chắc bà làm sao một ký, rất là ngon nha quý vị và các bạn. Đây là Cần Thơ của tôi á. Không phải, để dưới nó rọ, để trên nó rọ. Để ở trên nó có lọt xuống không? Để lại đi. Để dưới nè. Để trên cái nó lọt. Hết biệt vậy. Không mừng rồi. Sao có cửa, có xuôi rồi. Rót cho bà Thu hai. Cảnh đẹp quá trời đẹp luôn á, cái cảnh á. Nè, coi nè, mày nhìn nè, nè, nè. Dạ mày nãy mày dẫn nó vô cái gì á. Đẹp ghê ha. Nè, đẹp ha. Quá, không chí đẹp trai mày. Vô nữa, vợ ha. Người ta đang trực tiếp á. Bữa nay coi như là ngày lễ, đúng rồi, quên hết trơn hết đó.
với mình, Cần Thơ với mình mãi đỉnh. Nói chung mình đi về Cần Thơ mà sống không nổi, dạ, không nổi đi đâu á. Đúng rồi, Cần Thơ với mình mãi đỉnh. Gạo trắng nước trong. Nước trong. Vô. Ai đi đến đó lòng không. Ai đi đến đó mà không có chợ là không muốn về. Mà nó có về nó cũng có tiền đâu, nó về nó bị con gái Cần Thơ lấy hết rồi. Bự hơn mấy mặt cho mấy bạn cho rồi. Ừ, đúng không? Rất là ngon, đỉnh. Và cầu Hưng Lợi đã sắp tới. Nè, anh để cái lót giấy dưới đó, nó không có chạy. Cũng đâu chạy đâu, chạy. Vô. Vô, 2, 3. 1, 2, 3. Vô. Chúc mừng lễ. Miền Tây quê tôi là đây nè. Cần Thơ với tôi ai về, ai nhớ ai thương. À, được rồi, lúc đó là thấy ba đen mà đó. Bắt đây. Cái này cầu Hưng Lợi. Còn chung mà nổi. Chung còn lại đâu. Còn chung. Chưa tới cầu. Chịu tới cầu Hưng Lợi. Đây là cầu Quang Trung nha. Có đâu có 7-8 là ở gì có nhiều, nếu như theo là điếm là mình có nhiều lý, nếu mà điếm là mình có nhiều lon á, lý nào thôi giờ mình có đậu ly đi, đậu lon nữa, quen đậu ly đi, trời ơi, đậu lon nữa. Rồi xong thoát vô, ông tính là ông đừng ép, là ông muốn đừng như muốn. Cái dạ dạ cũng được đó. Cô gái Ninh Kiều nè nha. Cô gái Cần Thơ đó. Nãy đang ca hứng cái đầu cái nướng. Nãy không có hết á lắm. Cô ấn gì? Nãy xin chứ ớt nè. Cô không ăn ớt mà không kêu xin ớt. À quỷ giờ có ăn ớt đâu. Tưởng gì đi cả bạn ơi, hả biển cả qua ăn vô hay là biển ơi cái gì bán nhạc gì biển ơi là sao biển ơi lấy gì bảo biển sai về bảo lấy nữa nó may má ngu quá lấy gì nữa nó may má lấy vô lệ đi bả đi tay mà nó giữa mày biết lộn không lý bà chạy tao biết biết trời ơi, bình thường có cái gì cái
biển ơi, nhà phạm á. Biển sóng giặt vào hả vậy? Trùng dương lên lớp lớp ra khơi vậy đó hả? Vô. Bây giờ thì mấy đứa tụi Thi sẽ đi lên bờ những cái nhà các bạn. Bây giờ đi lên bờ sẽ đi tìm lại một cái quán ăn gì đó ăn rồi mới về nha cả nhà các bạn. Chắc là đi lại ăn mì vịt tìm cả nhà các bạn ơi. Thì bây giờ mình đã lên bờ thì trời cũng đã bắt đầu chiều tối nha cả nhà các bạn. Ăn xong là về, coi như là xong một ngày đó. Đoàn của chúng em đã về tới tới bờ, tới bến, đói bụng quá vô ăn mì vịt tiệm nha cả nhà các bạn. Mời cả nhà các bạn nghe, mì vịt tiệm này là gì Phát? Hậu Phát nè, ở bến Kiều rất là ngon. Cái đùi vịt nè, rất là ok, rất ngon nha. Đũa cái đùi vịt nè, ui, đây là tỏi. Đoàn của chúng em là đã về tới đây, còn bà Thu thì ăn miếng nha. Tỏi nè, mời cả nhà các bạn nhé, rất là ngon, con mì giòn ngon. Thì cái video của Thi cũng sẽ dừng lại ở đây. Thì xin bye bye cả nhà các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn vào cái video sau. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye.